Mới đây thì trên mạng xã hội lan truyền một thông tin sinh viên của trường Đại học Tài chính Marketing phản ánh về việc nhận được mail từ nhà trường yêu cầu phải hoàn thành gấp đôi nội dung khảo sát để bổ sung. Trong đó thì yêu cầu phải chụp ảnh mặc đồ bơi khi học bơi hoặc chụp trước gương của hồ bơi khiến nhiều người xôn xao. Cụ thể đoạn email ghi, sinh viên phải có trách nhiệm tham gia đầy đủ các khảo sát của nhà trường một cách nghiêm túc nhất. Đây cũng là một trong những tiêu chí để đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên cho mỗi học kỳ. Bất kỳ sinh viên nào chống đối và vô trách nhiệm khi tham gia vào hoạt động của trường sẽ bị xử lý nghiêm khắc và cấm thi nếu vi phạm. Trong phần link khảo sát đi kèm đã yêu cầu sinh viên phải khai báo thông tin cá nhân cùng một số yêu cầu oái âm khác như show hình ảnh bạn mặc đồ bơi khi học bơi hoặc chụp trước gương cùng đồ bơi để trường biết đồ bơi có hợp lệ hay không, môn giáo dục thể chất, gửi ảnh mặt mộc để nhà trường đối chiếu thông tin thẻ sinh viên. Qua đó, ông Lê Trung Đạo, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính Marketing cho hay, một sinh viên của trường nhận được email tham gia khảo sát và nhận được yêu cầu show hình ảnh bạn mặc đồ bơi khi học bơi hoặc chụp trước gương cùng đồ bơi. Em sinh viên này đã báo với nhà trường, phía Trường Đại học Tài chính Marketing đã tìm hiểu, kiểm tra, chỉ có một sinh viên của trường nhận được email giả mạo này. Nhà trường đã cảnh báo cho toàn thể sinh viên cẩn thận khi tham gia các chương trình trên mạng. Hiện tại thì sự việc này vẫn gây xôn xao trên các diễn đàn mạng xã hội và qua đây thì nhắc nhở các bạn sinh viên hãy cẩn thận hơn trong việc tiếp nhận những thông tin từ các tài khoản lạ để tránh những sự việc không đáng có xảy ra.